Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong Beeswarm Simulator. Bây giờ là 2022, tựa game Beeswarm đã trải qua hơn 3 năm. Thì nếu các bạn mới chơi Beeswarm và chưa biết được cái quá trình mình boot cần những cái bước như thế nào, hãy xem video này nha. Video này áp dụng cho tất cả mọi người. Không quan trọng các bạn có bao nhiêu số lượng ông, cấp độ ông các bạn là bao nhiêu, các bạn có chơi theo team nào hay không. Khi mình đi farm mình phải boot, chứ chơi Beeswarm các bạn cứ cắm mặt vô farm một cánh đồng gì đó thì khi đó hiệu quả sẽ không cao và các bạn kiếm được rất là ít tiền. Thì đầu tiên về nhân vật của mình đi, về các nhiệm vụ Beemart cũng chưa xong. Đa số vẫn thiếu nhiệm vụ defeat những cái boss room này. Này chắc livestream nhờ các bạn vô kéo quá. Nhiệm vụ Beemart hơi chậm nhưng mà mình cũng đang cố gắng để mình farm nâng cấp tôm của mình ha, như mục tiêu nâng cấp full team 48 con lên cấp 15 hết. Hiện tại ở đây theo mình đếm thì còn 1, 2, 3, 4, 10, 11, tầm 11 con vẫn ở cấp 14, tức là mình cần đâu đó khoảng tầm 150 tỷ nữa. Như vậy là mình đã full được cái tổ ong là 48 con đều cấp 15. Khi đó mình mới phấn đấu tiếp tục cho cái slot 49. Đó là mục tiêu của mình ha các bạn. Việc đầu tiên để boost mình cần làm gì? Năm 2022 này chúng ta có balloon. Balloon là bong bóng bay ha. Các bạn đi farm nó sẽ xuất hiện những bong bóng bay tích trữ ở cái tổ của mình, và khi bạn chuyển đổi nè thì nó sẽ cho chúng ta một chức năng là blessing. Cái blessing này càng nhiều, tức là cái tổng lượng pollen các bạn chứa bong bóng nó càng to thì blessing càng cao và chỉ số búp cho nó sẽ càng nhiều. Rồi mình vừa chuyển hóa xong cái số lượng pollen của mình, nó cho mình một cái balloon blessing 19. Thì balloon này nó cho mình hai chức năng: tăng giới hạn sức chứa balloon của mình lên, cũng như là tăng số lượng mật ong chuyển đổi tổ. Thời gian mỗi lần blessing là 1 tiếng đồng hồ nha, khá là dài luôn. Tại vì thường thường một cái boost của mình kéo dài trong 30 phút, nên nếu bạn hãy cố gắng tích trữ số lượng pollen càng nhiều càng tốt. Nếu các bạn không có combo zombie thì vẫn có thể kiếm được bằng cách là sử dụng những cái red balloon, white balloon, black balloon. Điều cơ bản đầu tiên là bắt buộc chúng ta phải có balloon để gia tăng cái sức chứa balloon của mình lên. Cái vấn đề thứ hai đó chính là con Mondo Chick. Cái con Mondo Chick này theo mình nhớ không nhầm, thời gian của nó là 1 tiếng đồng hồ. Thời gian ngoài đời ấy, ví dụ 12 giờ đúng, 1 giờ đúng, 2 giờ đúng thì nó sẽ xuất hiện một lần trong server. Khi các bạn tiêu diệt nó thì nó sẽ cho chúng ta một cái blessing, Mondo Chick blessing. Cái này nó cũng giống như là cái balloon, tức là nó sẽ cho mình tăng giá trị giới hạn sức chứa balloon cũng như là tốc độ chuyển đổi pollen ở cái tổ của mình nó nhanh hơn, và thêm 10% pollen. Chỉ số này sẽ khác khi mà nó càng cao. Thời gian boost của nó là 30 phút nha các bạn. Đây, mình vừa tiêu diệt nó xong luôn. Đó là cái cơ bản thứ hai các bạn cần để thực hiện một cái boost. Cái cơ bản thứ ba đó chính là năm 2022 này chúng ta có những cái planter, những cái chậu cây. Cái chậu cây nó cho mình những cái boost nectar. Cố gắng có ít nhất là từ 2 tới 3 cái boost. Thì trên wiki nó có nè, cho bạn nào không biết, để chúng ta kiếm được cái búp tương đương với lại cái màu của mình, hay là tương đương với cái tổ của mình, làm sao cho nó hợp lý nhất. Chúng ta có refreshing này, comforting, cho mình color like B convert, rồi cho blue pollen, cho honey purple pollen. Các bạn cứ coi những cái nectar này, nectar nào hợp lý với các bạn á, thì các bạn cứ trồng, trồng cái planter đấy. Ví dụ mình muốn kiếm được cái boost là motivating, thì mình trồng một trong bốn cánh đồng nấm, cánh đồng nhện, cánh đồng auction, cánh đồng rose. Ở đây cũng có ghi nè, mushroom, spider, stonefield, rawfield. Rồi ví dụ trên đây ha, trên cánh đồng mountain top, mình có một cái techy planter đã 100%. Thì cái này á, các bạn thu hoạch giữa chừng cũng được, nhưng mà 100% khả năng nó spawn cây nấm, cũng như là cái số lượng boost sẽ là nhiều nhất. Số lượng token phần thưởng từ cái chậu cây cũng sẽ là nhiều nhất. Ở đây có một cái nữa là cái Mythic Meteor Shower này cũng cần thiết, nhưng mà nếu bạn nào chưa có đủ mạnh, chưa có triệu hồi được thì bỏ qua ha, không sao hết. Cái cơ bản thứ tư là các bạn cần có dư ra rất nhiều cái micro commenter, càng nhiều càng tốt. Do cái này nó giúp các bạn tiết kiệm thời gian quay trở về tổ, nên trữ càng nhiều càng tốt. Thường tiêu diệt cua dừa một lần nó cho các bạn đâu đó khoảng từ 5 tới 8 cái micro commenter. Do cái bùa của mình đó là bùa Gummy Star nè các bạn. Mình sử dụng gum rub để mình kích hoạt cái bát siêu. Nên riêng với tổ của mình đó, thì mình rub tiên những cái gum rub này để sử dụng. Điều cơ bản tiếp theo, các bạn cần một vật phẩm búp để donate cho miếu gió. Còn các bạn vẫn chưa mở được miếu gió thì các bạn hãy sử dụng những cái cỗ máy búp ở trên cánh đồng trên núi và hai bên tòa nhà màu xanh màu đỏ. Búp những cái đó giúp các bạn farm ở trên một cánh đồng cái số lượng pollen nó nhiều hơn. Còn đây trong video này mình sẽ mua một cái goet. Đây những cỗ máy búp này nè, cho bạn nào chưa chinh phục được khu vực 35 con ong. Rồi nó cho mình cánh đồng clover field là 200% đó. Điều cơ bản cuối cùng, chúng ta sử dụng những cái vật phẩm để giúp mình mạnh hơn, như tropical green này, enzyme, oil, glue. Còn nếu bạn có những thứ tổng hợp như là purple potion hay là cái super smoothie á, ở đây mình hết rồi. Đây mình sẽ craft một cái super smoothie nè. Cái này là búp toàn diện luôn,
Khi bạn sử dụng Super Smoothie rồi thì các bạn sẽ không cần phải sử dụng những cái khác như là enzyme. Rồi thì nãy giờ nói hơi nhiều ha, bây giờ mình sẽ đi donate cho cái miếu gió cái trứng vàng mình vừa mua trong cái lều. Mình sẽ tóm gọn những thông tin các bạn cần để thực hiện một cái boost ở bên góc màn hình nha. Nhân 8, nhân 8, nhân 7, nhân 8 ha. Ở đây mình có cánh đồng là Stormfield, cũng ok này. Nhưng mà Stormfield mình chưa gì option. Và đây, cánh đồng Coconut, cánh đồng dừa. Rồi mình sẽ vô đây để mình sử dụng thêm cái này nữa. Cái boost trong này á, cao lắm là chỉ có 100% thôi. Thì cái boost này khá là ngon, cho nên mình sẽ sử dụng một cái Super Smoothie luôn. Bên góc dưới bạn thấy nè, mình còn 3 vật phẩm. Cái này các bạn có thì xài, không có không sao. Chúng ta có Jelly Bean, có trái dừa và có Snowflake trong cái mùa Giáng sinh. Số tiền bây giờ mình là khoảng tầm 5 tỷ ha. Để xem là sau khoảng tầm 30 phút mình sẽ kiếm được nhiêu tiền. Thì trái dừa làm gì? Trái dừa khi bạn hứng trái dừa thì nó sẽ chuyển hóa một cái lượng pollen chúng ta đây. Đó, chuyển hóa thành những honey token. Nó giảm tải một cái lượng pollen ở trong ba lô của mình, cũng như là giúp các bạn chạy nhanh hơn. Nếu bạn nào có con Precybi á thì cần tốc độ rất nhiều nha. Tại vì chúng ta cần phải đi chạm hết 3 mục tiêu. Đó, 3 mục tiêu của con Precybi này. Rồi như bạn đang thấy là mình vừa kích hoạt được cái bát siêu của Gummy Star nè. Nó cho mình một cái ngôi sao Gummy khổng lồ và nó chứa cái pollen trong đó. Sau khi ngôi sao này hết thời gian nó phát nổ thì nó sẽ biến cái lượng pollen đó thành những cái honey token, cũng như là những cái gum drop. Các bạn thấy mình đang có 26 nè. 26 này sẽ là 26 gum drop. Đây, gum drop nó nổ nè các bạn, cũng như là honey token được chuyển hóa từ cái lượng pollen tích trong ngôi sao đó. Ok, bây giờ là mình sẽ tua nhanh đoạn này để xem là sau hết búp chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. 3, 2, 1, bắt đầu. Thì các bạn thấy trên đây là những cái búp từ cái miếu gió mà mình vừa donate đó. Bây giờ khi các bạn donate cho miếu gió, chúng ta sẽ có những cái búp từ cánh đồng trong vòng 30 phút. Thời gian bây giờ còn 3 phút này, nghĩa là mình đã farm hơn 27 phút. Số tiền bây giờ mình có là 96 tỷ. À, để mình sử dụng một cái Honey Break chỗ này. Cái Honey Break nếu bạn chưa biết á, nó có công dụng như là một cái micro converter. Nó như là cỗ máy này nè các bạn, nó giống như là instant converter nhưng mà nó khác một chỗ á, là nó sẽ convert theo cái tỷ lệ giống như ở tổ của mình. Còn khi các bạn convert chỗ này thì nó chỉ tính theo số lượng ba lô thôi. Ví dụ ba lô của bạn full nó là 89 triệu thì khi bạn chuyển hóa nó chỉ cho chúng ta là 89 triệu honey mà thôi. Mình có khoảng tầm 5 tỷ đúng không? Bây giờ mình có 97 tỷ. Nghĩa là trong một cái boost cơ bản như là video này, mình kiếm được hơn 90 tỷ. Và mình còn dư ở đây nè một cái blessing 30 ha, 3,7 tỷ. Rồi đó nội dung video này, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.